Nhân dịp Halloween, Nightside xin dành tặng cả nhà video hướng dẫn quy trình thiết kế intro mở màn cực kỳ ấn tượng cho lễ hội này nha. Và điều tuyệt vời nhất là quá trình thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ trong chưa đầy 2 phút với tính năng morph và 3D đột phá của PowerPoint phiên bản 365. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert, chọn 3D. Trong bảng hiện ra, chúng ta sẽ tìm từ khóa Halloween. PowerPoint sẽ cung cấp hàng loạt những hình ảnh 3D vô cùng chất lượng dành riêng cho chủ đề này. Chúng ta sẽ tích chọn những hình ảnh ưng ý rồi insert vào trong slide. Với những ai chưa biết, chắc hẳn chúng ta sẽ rất bất ngờ khi thấy mình có thể xoay 360 độ quả bí ngô này cực kỳ tự do hoàn toàn trên PowerPoint, cứ như thể chúng ta đang sử dụng một phần mềm đồ họa kỹ xảo phức tạp vậy. Sau khi đã sắp xếp vật thể vào vị trí hợp lý, chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào slide và chọn duplicate để nhân đôi slide. Quay lại slide đầu tiên, chúng ta giữ Ctrl lăn chuột xuống để thu bé slide lại. Sau đó chọn ảnh nền rồi kéo góc để phóng thật to nhằm tạo chuyển động thu nhỏ toàn cảnh sau này. Chúng ta cũng sẽ di chuyển và phóng to quả bí ngô. Điểm then chốt là chúng ta sẽ xoay 3D sao cho quả bí ngô quay mặt vào phía bên trong. Bước kế tiếp chúng ta sẽ chọn slide sau rồi vào Night Slide 2, áp dụng hiệu morph và chỉnh thời gian chuyển cảnh là 5 giây. Morph là chuyển động đột phá của PowerPoint 365, giúp biến đổi tự động trạng thái của vật thể từ slide trước sang slide sau. Qua đó chúng ta sẽ được cảnh chủ thể quay mặt cực kỳ ám ảnh như vậy. Chúng ta sẽ áp dụng công thức tuyệt vời này cho tất cả vật thể còn lại trên slide đầu tiên. Đó chính là di chuyển, phóng to và xoay 3D sang một góc khác. Và chúng ta đã có morph để lo hết phần còn lại của khâu tạo chuyển động. Thực sự kể từ khi ra đời, morph đã tạo nên một cuộc cách mạng về sáng tạo chuyển động trên PowerPoint, khiến cho những phân cảnh phức tạp bỗng hóa đơn giản bất ngờ, đến ngay cả các em học sinh nhỏ tuổi cũng có thể dễ dàng làm chủ. Và với học viên trong khóa học PowerPoint Online của Nightslide, chúng ta sẽ được cung cấp Office 365 bao gồm đầy đủ tính năng 3D và morph đỉnh cao này. Sau khi đã sắp xếp xong, chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật tô màu đen để khiến cho toàn cảnh sẽ xuất hiện dần ra từ bóng đêm. Và đây chính là thành quả vô cùng mãn nhãn của chúng ta. Sau này, cả nhà có thể thay thế hình chữ nhật thành những lớp mây đen để cảnh mở màn sẽ được ấn tượng hơn nữa. Cuối cùng, để tạo chuyển động lắc lư, trôi nổi cho chủ thể, chúng ta sẽ thêm hiệu ứng Swing. Chủ thể sẽ xoay lần lượt qua từng hướng như vậy. Chúng ta sẽ chỉnh chuyển động thành Width Previous và chỉnh Option thành Continuous để lặp lại vô hạn. Sau đó sử dụng công cụ Copy để sao chép chuyển động cho tất cả vật thể còn lại. Chúng ta có thể thay đổi hướng và độ mạnh chuyển động của từng vật thể để tạo nên sự đa dạng cho toàn cảnh. Và thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ trước tài năng của chúng ta. Video hướng dẫn này tiếp tục là minh chứng khẳng định vị thế dẫn đầu của Nightslide tại Việt Nam về đào tạo thiết kế chuyển động đột phá trên PowerPoint. Nếu cả nhà muốn tham khảo thêm tư duy kết hợp hiệu ứng morph với 3D trên PowerPoint, chúng ta có thể truy cập link nightslide.vn/3D. Cùng tham gia khóa học PowerPoint Online của Nightslide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.